Lô mọi người có thấy gì không ta? Làm bếp nè mọi người. Mới thao bếp xong này mọi người. Chạy nó ra cho nó nhám chút nè mọi người. Mọi người chạy, cố gắng chạy cái vòng da lên xíu nha. Chạy cái vòng da tay lên mọi người cho nó tròn khoé. Chị Hà, anh chị em. Oh, the 600 view already. Huh? 600 view already. 600 views? Oh, that's 7 already. Oh, great. Hello mọi người, lâu ngày quá. Hello chị em, lâu ngày quá ha. Hôm nay em có khách để like đúng không mọi người? Cái khách like ra á, mình cũng... Mình muốn like thì phải dài mà. Này chuẩn bị mặt móng để làm deep nha mọi người, mình mới tháo xong á, tháo deep xong á. Bây giờ mình thấy đỡ nháy cho mọi người ơi. Hello mọi người. Không nãy không phải 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 cài lại cho đủ ánh sáng, âm thanh ánh sáng rồi nó chuẩn chứ. Rồi mới dám lên live chứ, để mọi người đau mắt rồi đổ thừa thôi sao. Này mọi người chạy nè mọi người, nhìn cái dòng dòng da của người ta, mình chạy cho nó lây luôn nha mọi người, chạy cho nó đẩy lên xíu nha. Này đẩy da lên nè cho nó tròn khoé để mình làm cho nó dễ nha mọi người. Mùa này mà livestream là mọi người xem hơi bị nhiều quá chứ, tại vì biết sao không? Tại vì mọi người đang rảnh này. Thôi Tấn Phước nha. Tấn Phước để cái hình đại diện gì mà giống chùa quá vậy ta. You want to cut them down a little bit. Yeah. A little bit, you cut a lot. Well, I'm a nurse, I have to cut. Yeah, a nurse? A little bit, yeah. A little bit. How a little bit, baby? I don't know, we'll have to see. That's to be determined. Kidding. I like them long. I wish I could have them. I will file them for you, okay? Okay. Nó mọi người, giờ không có khách thì làm gì cho nhanh, từ từ thôi, bình tĩnh thôi nha mọi người. Cứ vội vàng nhanh chị em. Nó mình mới shop off xong, giờ mình deep nè. Bạn này vẫn làm. Ok, mình deep clear trước nè mọi người. Nhìn mình deep clear trước nè. You don't think we should cut them? We will fire them. Okay. Don't worry. Okay. 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 Deep in nữa hả? Ờ, deep không à? Deep này. Mọi người coi deep, có ai deep như mình chưa nè? Nhìn, nhìn nè. Deep clear mọi người làm sao để tiết kiệm thời gian. Mọi người quét ba ngón cho mình nha. Đó, bỏ cái hũ xuống là mình nấm ba ngón thôi mọi người, kiếm cái hũ clip bỏ vô. Thấy chưa? Ba ngón thì vô mọi người. Đẳng cấp chưa? Đó, cho hắn nhanh. Vừa làm việc chơi. Đi clear chứ, đi cái đường ở giữa thôi nha anh chị. Đó anh chị, thấy không? Ba ngón này. Chú. Cái double dip chưa? Còn cái kia là triple dip.
ha, makes mọi người. It quicker. Yes. Này giờ thường màu thì mình làm khoảng 2 ngón thôi. Màu thì nó phải đủ 3 ngón cũng được nha mọi người này. Mình làm 3 ngón cho mọi người coi, nhưng phải quét nhanh nha, để khô, để nước nó khô á. Khô nó không dính đó nha mọi người. Triple dip, triple. Đó, thấy không mọi người? Thấy chưa? 3 ngón ra liền. Đó là do mình cái mấy nước đầu nó chưa cần sát khóe nên mình mới làm 3 ngón được nha mọi người. Sát khóe mình làm từng ngón cho nó đủ bột nha. Này cái này là đủ, cái này là sát khóe này, làm từ từ mình sơn cho nó đầy đủ bột này. Đó, thấy không mọi người? Đó thấy không? Thứ nước thứ hai, thứ ba trở đây nếu mà làm 3 lớp thì mọi người mình làm 3 lớp màu thôi mọi người. Alexa, volume down. Đó mọi người. Cứ làm 3 lớp màu thì 2 lớp cuối, lúc nào cũng 2 lớp cuối là 100% nha anh chị em. Mình là vậy, còn anh chị em mình không biết nha. 3 lớp màu mình không biết, bao nhiêu lớp màu mình không biết, nhưng mà 2 lớp cuối lúc nào cũng 100%. Đó là cách mình làm. Tại vì 2 lớp màu cuối, 2 lớp cuối 100% là nó đảm bảo là lúc nào khóa nó cũng có bột hết nha. Còn mọi người nói 80, 90 rồi tới 100 là mình không có làm cái đó nha. Mình làm lúc nào cũng 2. Lúc nào cũng 2 lớp cuối là 100%. Đó, mọi người muốn coi mình đắp, mình dip 3 ngón nữa không? Mọi người mình không biết, nhưng mà mình lúc nào cũng chỉ có móng ngắn mà. Một lớp clear với là 2 lớp màu nha anh chị em. Đó, thấy không? Alexa, volume down. Không mọi người. Mình biết có nhanh quá không vậy anh chị em hay? Mạng nó có ổn định không mọi người? Wi-Fi nó có ok không vậy ta? Wi-Fi nó có ok không mọi người? You are natural, right? You are natural. What is that? Like the shape? No, it's the not too thick, right? Nothing. Not too thick. Just look natural. Oh right? Yeah, I don't want it real thick. I know. It was a little thick last time. I see. Yeah. I wasn't going to say anything. Mm-hmm. Đùng mất khách nó nói gì thì biết thì Z, không biết thì no nha anh chị em. Đùng mà nó nói ăn cứt không cũng Z cái ship mại nó luôn đó nha. Anh chị em nào để ý nha. Mình không biết tiếng Anh đó, thì nhờ người khác dịch nha mọi người. Chứ đùng mất khách mà nó nói mà đi ăn cứt không, cái mình cứ Z cái là nó ở trong một đống rồi ăn ra hết nha mọi người. Vậy không biết thì nói, biết thì Z, không biết thì no nha mọi người. Đừng có nói cái gì cũng Z là xong luôn á. Ở đi gà nghỉ với em không nói vết là xong luôn á mọi người. Anh có wifi có thấy rõ không mọi người? Mọi người sẽ có xem clip được không vậy? Ủa, cái chân vào đó. Làm gì? Cái gì vậy? Vào đó, bà đang ngồi đó mà. Cái gì vậy? Anh tự nhiên anh thấy ủa thắc mắc. Tự nhiên thấy thắc mắc ta. Cái bà đó bà ngồi đó nãy giờ mà sao tự nhiên Trang đi tìm. Yeah. Đếp xong rồi mọi người. Giờ này bỏ Advisor, bỏ số 3 lên này. Không có phủ clear nha, mình không phủ clear lên trên nha. Mình không phủ clear nha. Mất thời gian. Clear chỉ dành cho những cái gọi là cái bộ mà sparkle thôi.
Hiền. Hello Hiền. Không, mình không có phụ clear lên trên. Xếp lại cho người ta là ok này. Shorter a little bit. Yeah. And square round. Yeah. Got it. Okay. I'm not too picky, so. I like it. I'm sure you get enough picky people. Mm-hmm. Oh, it's okay. I no problem with me. Yeah. And it's shorter, let me know. No, I think that's good. That's good. Maybe a little. I think it's a little higher on that one, fine. Sorry. Uh-huh. What is it? Like. Let me see. That's good. That's good. Maybe a little. I think it's a little higher on that one, fine. Sorry. Uh-huh. What is it? Like. Let me see. Đúng, được chưa? Được chưa mọi người? Vô lại thử coi. Vô lại thử mọi người. Mấy wifi bên chỗ cái. Cái chỗ cái building này nó có vấn đề chứ không phải là hiểu không? Building chỗ này là như ai vô đây cũng xài cũng bị hết á. Thế là do anh vậy mày. Lô lô. Đúng má Sài Gòn nó thiệt chứ. Nói với anh vậy em. Alo. Anh ở Đà Nẵng, anh gốc Quảng Nam Đà Nẵng. Má được cái này thì lại mất cái kia, thấy không chán không mọi người. Sáng không á nè. Mất cái màn hình, mình sửa lại màn hình thì là bị cái kia, bị cái wifi. Không, nản thiệt chứ. Mito. Ồ, em cũng vậy luôn hả? Any shorter, let me know, okay? Good. Good. Yeah. Maybe that one, just a little bit. Little? No problem. I don't know. No problem, just baby. Just a little. Okay, I baby. I like him long, but you know. You work, right? Yeah, I'm a nurse, so I have to. Can't have him too long. Mm-hmm. Em mới mò cái đầu qua Mỹ mới được 3 tháng chứ mấy anh ở được. Mới 3 tháng hả? À? 3 tháng thấy có vẻ rành Mỹ vậy. 3 tháng thôi hả? À? 3 tháng này cố gắng nha. Còn nhiều cái phải thích nghi lắm. Just here a little bit shorter. Just a little, yeah. Okay. Mình rửa xong mình đo lại nha anh chị. Chị em rửa đo lại nha. Mạng ok chứ anh chị em ơi? Mạng ok không? Không ạ. Em làm trong tay nước. Deep bột cũng làm tàn tàn. Mà mới qua Mỹ mà làm được là giỏi rồi. Cố gắng lên. Rửa lại cho nó even nha anh chị em. Cho nó cân đối nha anh chị em. Thấy chưa? Mình vũa lại cho nó bằng nhau, cho nó tương đối nha mọi người, cho khách nó không bị mọi người. Are you sure? Maybe that one just a little. Tiny, tiny bit. But the same land, you see? Are they? But they see, you see from cuticle to the yeah. tip, the same. Yep. Okay. Yeah? How do you think? Are you want a little bit shorter? Just maybe right there. Okay. It's just a little high on that side. No problem, baby. Just a little bit. On that one side. That's good. Maybe a little bit more. I should specify. Kidding. I said I wasn't picky and look at me being picky. No, right. It's okay. Good. Perfect. Mm-hmm. Perfect. Yeah. Wi-Fi có ổn định không mọi người? Wi-Fi ổn định chưa? Alo? Em ghét làm bột. Em refill mà tiếng rưỡi. Em làm tay chân nước mà. Thiền hả? Đúng rồi. Thì mới mà. Mới mà làm sao mà làm nhanh được. Ban đầu thì nó hơi chán vậy đó. Nhưng mà khi mà mình làm được rồi thì nó quen nha. Nhưng mà chán rồi đừng có bỏ cuộc nha. Chán mà cứ làm một. Ngày xưa anh cũng vậy thôi. Ngày xưa cũng làm. Anh làm mấy tiếng luôn chứ tiếng gì. Nó buộc concept mà làm mấy tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ luôn.
nhìn những người xung quanh họ chạy và mình bắt nóng ruột luôn. Cứ chạy khóa nhẹ nhàng cho mình nha chị em, chạy khóa đi. Đừng có bỏ cuộc nha anh chị em, ban đầu nó hơi khó tại vì mình chưa quen á nên nó hơi lâu đó. Khi mình làm quen rồi á, không có ai mà mới vô nghề mà làm nhanh được hết đó. Mình quen rồi cái là tự nhiên mình chạy như cái máy đó mọi người. Quen rồi bữa nay mình biết, mai mốt mình biết rồi mình bỏ cái gì quá xuống mình cầm cái gì lên liền thì sẽ nhanh thôi chứ sao. Bây giờ còn luống cuống đúng không, giờ bỏ cái dũa xuống không biết cầm cái gì lên nữa đúng không. Tôi suy nghĩ trong đầu cả buổi rồi mới dùng cái đồng miệng chạy lại này mọi người, không chạy lại cho nó natural cho người ta này mọi người. Đó, chạy nhẹ nhàng lại thôi là nó mịn màng luôn, mịn màng chưa chị em, chỉ cách đi mịn đi ăn. Em ôm cái refill mà đấy, đi mịn hồi nãy các đi rồi mà quan chỉ mất cha rồi này, chỉ đi một mình giữa mình mà đi cái đi nghiêng này, đi cái cạnh cho thôi, cho nó cắt cái bột ra thôi nha. I will trim later. Từ hồi em xem anh Deep em làm theo con nhắc ok hơn nhiều anh ạ. Không còn mất bột. Ừ đúng rồi, chạy nhẹ thôi tại vì bột Deep nó mềm mà. Rồi bắt đầu dùng cái đầu mình chạy nhẹ lại này, chạy nhẹ lại này đó, thấy chưa này. Thấy không? Không có mất bột gì luôn nha, mà natural cho người ta nha. Đó, nhẹ nhàng nhưng mà phải sâu lắng nha anh chị em. Anh chị em thấy không nè, đó, thấy không? Thấy chưa? À, sorry. Đó, thấy chưa mọi người? Đó, mịn màng không? Tao đéo thấy gì luôn các bạn ơi. Đó mọi người. Bạn nào có thể viết trả lời cho cái comment của các bạn 666 giùm mình có được không? Tại vì mình không có thể nói tiếng Anh ở đây được. Tại vì biết sao không? Mình nói tiếng Anh là khách mà nó nghe. Viết lên nói giùm mình đó, là nói là tại vì khách nó chỉ muốn làm tiếp thôi. Nên cái nào sần lên thì mình mới cắt, còn không thôi chứ mình không có cắt da nha. Cắt da là dành cho manicure nha mọi người. Giờ tính thêm phí người ta không có chịu nên không cắt thì thôi. Cái nào sần lại nhiều mình mới cắt, không thôi anh chị em nào nhắn giùm cho nó, trả lời giùm nó cho mình. Mình không thể nói lên đây được, sợ ông khách mình nói nghe. Mình không thích vậy. Mình làm bộ deep cũng có vẻ nhanh quá mọi người ha. Anh chị em ha, deep có vẻ nhanh ha. Đó, cơ bản là xong rồi. It's natural, yes. Yeah. Look natural. Mm-hmm. Yeah, I think that looked good. Oh my god, not too thick. No, it's not too thick. It looks good. Sorry, I was looking. I'm not paying attention. I look good. Yeah, I think it looked really good. The tongue? Good. Nope, it looks good. No, no. Mình cũng sẽ coi. Chỗ nào nó sằng lên thì mình cắt sơ cho người ta đi. Sằng lên mình cắt sơ đi. Khách dễ thương thì mình cứ cắt sơ cho người ta nha mọi người. Dễ thương thì thôi. Đó, dễ thương thì mình cắt sơ nha mọi người. Mà bây giờ mình có thời gian thì mình còn cắt. Không có khách thì cũng khác nha anh chị em.
Trước tiên em không xài chai Superplay, nó kiểu mềm mềm. Đây em mua chai xài. Ok lắm anh. Mua xài làm gì cũng được. Làm cái gì đầu tư thêm cho mọi người. Xong rồi đó. Xuân bay lên rồi xuân top lên là lượm tiền thôi. Anh chị à, nhìn đây. Thấy gì không? Đó anh chị à. Thấy gì giờ đó, phải clip như vậy này. Sân bay lên nha mọi người. Anh đây. Như cái ông già cái ông tới đây rồi chứ sao chưa em? Đâu bà vợ. Bà vợ hả? Ông già năm quá tới rồi. Mỗi năm ông tới một lần. Á đủ má thì thôi tiệm mình mai mốt cũng nhờ ông mà giàu lên đó. Mọi người mình không live stream, mọi người nhớ mình làm sao ta? Sân bay rồi mới sân top nha anh chị em. Cho nó last long time nha. Đúng rồi, không cần số 3 cũng được. Nhưng mà với bột shiso hoặc là màu khác cũng được. Nhưng mà tùy nhà màu nha, có màu khô, có màu không khô nên nên anh bỏ lúc nào cũng bỏ số 3 cho nó chắc. Cho nó chắc. Xin top lên thôi. Xin top lên rồi làm gì nữa anh chị biết không? Xin top lên rồi đã bỏ dầu. Bôi dầu á mọi người, bôi cho nó trơn nha mọi người. Làm gì cũng phải bôi trơn nha anh chị. Nha. Bôi trơn rồi vô cho anh cho nó sướng nha anh chị em. Bôi trơn rồi bắt đầu mình làm gì nữa anh chị em biết không? Bôi trơn là bắt đầu xong rồi bắt đầu mình đút vô nha anh chị em. Nha, đâu mình đút vô mình rút ra nha anh chị em. Đó. Anh chị em có hiểu ý mình nói không ta? Bôi trơn để làm gì? Để mình đút vô rồi mình rút ra cho nó dễ nha anh chị em. Biết sao không? Bôi trơn xong mình đút vô cái tay vô, đút cái tay vô trong ví rồi mình rút tiền ra cho nó dễ cho nó nhiều quá mọi người. Hiểu ý mình không ta? Đừng có nghĩ đi xa quá nha anh chị em. Nếu sơn top deep không hơ đèn thì phải sơn nước số 3. Số 3 là chỉ yếu là để làm khô móng thôi. Khô deep thôi nha. Số 3 làm khô deep chứ số 3 không có thể làm bóng nha. Như số 4 mới là thường thường. Cái bộ deep nó số 4 là để làm bóng móng á. Làm bóng á. Vậy là do cái điện thoại kia của mình nó bị gì rồi mọi người. Mình đang dùng cái kia là cái 14 à, đúng là 14. Mà cái cuối cùng cái này iPhone 6 mà lại dùng ngon hơn 14 đó mọi người thấy không? Sơn top tiếp không hơi đèn thì phải sơn số 3. Số 3 là làm cứng cứng bột mà, làm khô bột mà. Số 3 là khô bột thôi mọi người mà mọi người. Thank you. It does look good.
Đó, mọi người thấy bôi dầu không? Bôi dầu để làm gì? Bôi dầu là để bôi trơn nha mọi người. Bôi trơn để làm gì? Bôi trơn để rút, đút vô và rút ra cho nó dễ nha mọi người. Đút là đút vô túi để lấy tiền ra cho nó dễ nha anh chị. Ở đâu? Anh quê gốc ở Đại Lộc, em xin đợi lần này. Em xin đùa nẻ hả? Anh gốc ở Thăng Bình, Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam. Mà được sinh ra ở Đắk Lắk nha. Anh sinh ra Đắk Lắk. Đụt quá, nhanh dữ bro. Đó, mọi người thấy không? Khách này dễ thương lắm mọi người. Đó, mình cho họ xíu này, mình sẽ cho họ xíu cất mũi này, cho nó mướt mướt cái tay họ này. Ok, dễ thương. Đó, cho nó xíu cất mũi.